Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hiện tại thì Phèng với trợ lý mình đang đi sang nhà hai vợ chồng ly dỉ các bác. Nay trợ lý Hòa Công Công hay Hòa Caramel là đang đám cưới các bác, đang phải chịu công việc là đếm tiền, ghi sổ. Đám cưới người Mông là phải 4 ngày. Em mới là một ngày về chuẩn bị này, sổ sách này, một ngày là sang nhận việc này, tiếp tục là ngày thứ ba là ghi sổ này, ngày thứ tư này bàn giao tiền này, ngày thứ năm là mới xin phép được nghỉ 5 ngày. Đấy bên này mà. Nhưng mà nhà bác nhiều cá chưa? Cá này siêu sạch các bác này. Không, đi bên kia cơ, đi đường qua suối cơ. Đây. Đối diện nhà ly dỉ cá cực kỳ ngon và sạch cá này. Toàn cá bỗng với cả cá chấm mà. Ở nhà nuôi rất là nhiều bồ câu. Đi. Kiếp nạn của nhà vợ chồng ly dỉ là làm nhà là chở được vật liệu đến đầu đường to kia, xong là chở xe máy vào đây. Đấy, xong là bắt đầu từ đây là phải hùi, phải điệu đi các bác. Nhà này trăm ngàn khó khăn. Như nhà trợ lý mình ở trên kia có khi làm vẫn còn ấy được chứ, đúng không? Vẫn còn chở được xe máy về tận nhà. Đi qua đây thì ướt. Hai vợ chồng ly dỉ đang đào các bác ạ. Đang đào lền nhưng mà đào theo cách cổ xưa nhất. Đấy chậu với cả đấy tay này. Đào thật sự các bác là nửa tháng mới được một tí. Hai vợ chồng là rất là khó khăn, chậm chạp. Đây đi bên này, đi lội qua suối mà. Đó. Cái suối này đợt trước bố của em ly dỉ này là bị trôi từ trên kia các bác ạ. Đi tắm nước rồi trôi xuống đây, chết ở chỗ này. Đấy, đi sang đây. Em chuyển vật liệu đi qua đây là phải gùi hết. Nhà này quá khó khăn, trong vòng 1 năm mà sập nhà này, bố chết này. Đấy, bố chết còn không có tiền để đám ma cơ. Giờ em trai lại lấy thêm vợ nữa. Lấy một cô vợ các bác. Em ấy tên là Sáng. Lấy vợ quen online qua Facebook. Đấy. Nhưng mà lấy vợ về thì là được tặng thêm 3 đứa con. Là hai đứa con gái, một đứa con trai các bác. Sau một hôm là làm bố 3 người con, nhân khẩu đang từ 8 người lên 12 người. Đang từ hộ nghèo xuống hộ cực nghèo các bác. Nói chung là cực kỳ khó khăn. Mà bạn này cũng gọi là vội lấy vợ hay sao ấy. Chứ bình thường là chỉ chậm chạp một tí thôi chứ cũng không đến mức là sâu lắm. Đầy đủ chân tay mặt mũi, cũng biết đi làm thuê làm mướn. Nhưng mà lấy vợ đèo thêm 3 đứa con thì thật sự các bác khó khăn lắm. Xong là lấy về đẻ thêm 3 đứa con nữa. 6 đứa, 3 đứa con của chồng, của vợ, 3 đứa con của chung nữa, 6 con. Rồi. Nhà thì ngô không có ăn, ngô thì cái đợt vừa rồi nó thấp tẹt tè. Này, trợ lý mình này lấy vợ 4 năm. Đấy. Vẫn chưa đăng ký kết hôn, con không đi học được. Bởi vì thế bây giờ làm giấy khai sinh thì tên mẹ à? Họ vợ à? Họ em bây giờ mày không đăng ký kết hôn thì ai làm cho họ cho con? Đăng ký rồi. Làm đăng ký kết hôn rồi. Thế là mới làm được giấy khai sinh à? Nhưng mà làm giấy kết hôn là mới làm đúng không? Thế khai sinh thì lúc đẻ ra đã phải khai sinh rồi chứ? Bây giờ phải xin giấy chứng sinh xong mới đi làm. Ôi ôi. Thế giấy chứng sinh đợt đấy là vẫn là tên họ của vợ chứ? Tên của em cơ mà, họ em à. Lúc đấy chưa cưới thì làm sao bác sĩ biết ông là ai? Làm sao lấy họ được? Lúc đấy là em bảo làm theo em xong rồi nó bảo kiểu gì sau này cũng là cũng về lái em thì làm theo Chào nhá.
Hay chưa? Cả thế giới đất trái đất nó có ngừng quay thì hai vợ chồng này nó họ cũng bình thường thôi. Kệ, có mai trời đất nó sập xuống kệ. Chào nhá. Ờ cái gì mà ờ mày vâng nhá. Ờ cái gì? Rồi. Đang làm gì đây? Đang dọn dẹp với cả đào lên nhà. Rồi giao tiếp đi, nói chuyện đi. Hỏi đào cho mấy ngày rồi? Được 4 năm ngày. 4 năm ngày mà được một tí tẹo này á? Mấy người đào? Mấy người đào? Hăn tao ua. 3 người đào à? Ôi dồi ôi. Này thì lâu lắm. Thế em trai với em dâu đâu rồi? Ở nhà. Không sang hộ à? Vẫn đang nhạc. Ua tí cho tù chô chua ô hò. Dài yêu đời gớm nhỉ. Ôi trời. Ôi, ai à, chỉ to to, ủa to, ủa, ai ra cười sướng, ai ra, hiểu đời thế nhỉ, cho nó tua đi, máy tua đi, cho máy chết đi, này kiếm đâu quả mũ đẹp, hỏi mũ này lấy đâu về à? Cái lúc mở vô cá thì lớn nè, cái lúc mở cá thì lớn nè, mở, lớn rồi. Vua là mua về. bao tiền hăn tao xiên à? P à? IOP 30.000 à? Vâng. Ờ. Thế dép đâu? Dép đâu? Dép đâu? Hả? Cắt khâu nè. Sợ đứt dép à? Ê, đứt chân thì có thể lành được nhưng đứt dép nè nó không là không liền lại được các bác. Đấy. Hai vợ chồng làm này thì phải làm nhiều vào, làm say vào chứ như này thì lâu lắm, phải Tết sang năm mới có nhà về ở à. Bảo hôm qua cũng đi đám cưới đấy này. Bảo không thấy cái thằng nó ngồi nó ghi tiền đấy à? Không phải thằng này, thằng Hoa. Bảo làm đi, ùa thêm tí nữa đi. Sớm bây giờ mới có 10 rưỡi. Đây này các bác xem. Làm này chậm lắm. Phải làm rộng ra mới đủ cái nền nhà. Làm à, bảo là chiều ngang này phải được 9 mét. Chiều rộng đào sâu vào phải tầm được 5-6 mét mới có sân được. Bảo là đây này. Hả? Hả? Kê đá từ đấy ra. Ờ nhưng mà đằng này chỉ làm sân thôi, còn nó xây phải vào tận đây này. Phải vào đây. Thì từ đây vào phải 5-6 mét, 5 mét, 6 mét cả đằng sau nữa. Em bảo là đào từ đây vào khoảng tầm 6 mét nữa. Chiều ngang này này. Chiều rộng. Không lấy đất mềm đâu, đất mềm là mấy nữa nó xây lên nó sập xuống nó gãy ra đấy. Là làm giật từ đằng kia về bên này, đấy, bếp biếc hoặc để đằng kia, chỗ kia nó gần nguồn nước, mỏ nước. Đây, đây dính viên đá rồi nhỉ. Phải bách luôn cả viên đá đi mới được. Mình đo thử đâu. Đo từ trong này vào xem là được bao nhiêu mét. Sáng ơi. Sáng có nhà không? Trong nhà. Thế không sang hộ à? Gọi gọi sáng sang cầm mang thịt về nấu cơm. Không tưởng tôi nữa à.
Ờ, em cứ đo từ từ ngoài vào đã, đo từ ngoài vào. Xem được bao nhiêu? Ở được. 1 2 3 4 5 ấy. Vẫn chưa được đâu. Nhưng mà sát quá. Cứ khoảng tầm 5 mét đi. Quá ác chiến. Phải vừa làm vừa cười. Ôi, đổ ra ngoài. Xe rùa này nó cũng gọi. Xe rùa này nó cũng gọi là. Đấy, phải chấn thương tình hình này. Đấy, này. Đấy. Hàn hiếc, buộc dây các thứ. Hôm trước bảo làm nhà nhưng mà bảo dự kiến khởi công là ngày con chuột đấy, nhưng mà thấy không có nghìn nào. Hả? Nhiều chuột á? À, chợ lấy mình hay đi bắt chuột. Em hỏi là gì là sinh năm bao nhiêu? Chị gì sinh bao nhiêu? Không biết vợ sinh năm bao nhiêu đâu mà. Nó mình không biết. Nó bảo 2000 thì không phải. Hỏi xem là chị gì sinh năm bao nhiêu? À, Ly sinh bao nhiêu? Ly sinh năm bao nhiêu? Cũng không biết luôn. Rồi thôi. Nó là nó vui ở bốc cái xe nào. Không vui ở bốc cái xe. Năm con gì? Bảo tuổi con gì? Như chồng. Châu. Tuổi con châu. Nhiều châu lắm, không biết châu nào đâu. Thế còn tuổi con gì? Anh gì sinh tuổi con sinh năm bao nhiêu? 30 tuổi. 30 tuổi á? Tầm 30 tuổi. Tầm 3 tuổi mà. Tuổi con gì? Hả? Tuổi con gì? Là cháu à. Lại cháu. Vợ là tuổi cháu. Con gì? Này chồng à. Con ngựa. Ông tuổi cháu, một ông tuổi ngựa. Thế là khổ, đúng rồi. Hai vợ chồng đặc. Thế bảo mình hỏi là xem là thế em dâu là từ ngày lấy về không sang hộ à? Có à? Sáng nay không ra à? Lấy về phát đã ốm rồi nhỉ. Nào ba, đứng dịch qua đây chụp cái ảnh nào. Ba cho xịa. Cho xạ. Cho xạ. Po. Khiêng cái đấy lên, nào. Bà ly gì ô. Cho xạ. Ác đấy. Con dâu sắp già hơn cả mẹ chồng rồi. Bảo ba po gần vào tí. Cho xạ nửa lúa. Ô ạ. Ok. Rồi. Đẹp ra được rồi. Làm này thì lâu lắm. 3-4 ngày mới được bằng này. Mình cuốc bằng này bao lâu xong? Một ngày một người đúng không? Đây 4-5 người liền. Mình ơi, em xem viên đá này có nó có nhiều, có viên đá này có to không này. Đây. Đấy. Đấy. Cái này không ăn thua đâu, phải có cái phải tận trên kia. Có
Ui cẩn thận. Viên này tít ở trên đúng không? Em xem nó viên này to không ạ? Không, trên kìa. Trên nó lên trên cao. Không thấy nhúc nhích rồi. Rồi phá đá. Tránh. Đập. Rồi. Đập như trò chơi trẻ con này. Úi giời ơi. Không có. Úi giời ơi. Thôi từ từ. Không có kính với cả không có mù mắt đấy. Đập cái này. Cái này mắt này. Cái này chắc đào cái chỗ này sâu xong là lấy xà bên nó kẻ bên này xuống. Là vào trong rồi. Đập như này không có kính, không có kính nó bay vào mắt này này, đây này, vào mắt này này. Ừ. Đấy. Có mồm này. Đấy, đào xong được cái nền nhà này mất một bên mắt này xong ấy. Nha. Nên là cẩn thận nhá. Con mẹ nó giờ nó sẽ có cái gì à? Lâu lắm. Riêng quả san nền bằng này đã được mất 4-5 ngày thì không biết là chuyển vật liệu sẽ chuyển kiểu gì. Bao gì hả mình? Em bảo là anh họ không về hồ nó bảo phải có thịt có rượu họ mới về ông hồ giúp. Còn, thế hỏi mấy hôm nữa là chuyển vật liệu thì nhờ được ai không? Nó bảo là thâu cho vật liệu ấy tí lúc nãy bảo thâu được mất chốc toàn được trì à. Thôi tao mà thôi tao em mong cái mình chơi mình lên tuần nào. Nó bảo là có rượu ấy có thịt là không có việc đâu. Thế thịt ở đâu? Có tiền mua thịt đâu? Hả? Bố mua tiền cho ngài nè. Mình chết à? Cái gì không có đấy thì không mà. Chết đói tình hình này. Thế bây giờ có bao nhiêu tiền trong người? Có bao nhiêu tiền? Cũng chi mua luôn. Này thì căng quá nhỉ. Thôi được rồi. Thôi hôm nay về nghỉ sớm tí để chiều đi về nấu cơm ăn. Đi, em mua thịt lên đây. Đây, báo cáo các bác nè. Vợ chồng ly dỉ này. Đấy, công cụ lao động thì thực sự là quá là thô sơ. Đấy, xà beng bé tí tẹo. Đấy, cuốc thì này, các bác này mang thêm cả quần rách vào đây để tra cán. Đấy, cuốc bướm này cào. Đi về bên nhà đi. Bây giờ rất là quan ngại cái việc là đào lên là một này, thứ hai là chuyển vật liệu. Đấy, bây giờ chuyển vật liệu là quan trọng nhất luôn. Cái này lạp tầm khoảng 9 mét thì sửa cái suối kia to không thì làm gì về đây thôi. Làm gì về đây? Ừ. Bây giờ về phải tính để xong cái lền đã, xong rồi tính vật liệu. Để đi. Làm to quá chuyển vật liệu về cũng khổ. Cái này chắc làm bé một tí cũng được. Ừ. Vật liệu nó xa quá. Mấy cả phù hợp với cái tiền. Mới được hơn 50 triệu rồi. Đấy. Rất là mong quý khán giả giúp thêm. Nhưng mà đằng này phải xa cái nguồn nước ra, mà nó lại mưa. Bảo là cắt phẳng cái đằng này là xong. Công cuộc làm nhà được trước cho Trí Kiều Thí Vân ở trên vùng cao ấy là cũng là một gọi là cái rất là khó khăn chuyển vật liệu, nhưng mà nhà ly dỉ bây giờ cũng là một cái gọi là ngang cơ chuyển. Ở đây gần suối nhưng không có cát các bác ạ. Cát không xây được. Nào đi về không nắng quá. Đang suy nghĩ về cái gì? Đang nghĩ gì à? Ồ cái này còn này phải lâu ấy. Phải chuyển vật liệu về được.
Nói chung là nhà này khoảng 4.000 gạch đấy. Thì chuyển thì không biết là bao lâu thì sẽ xong. Gạch là 1 này, xi là 2 này, cát là 3 này, tấm lợp là 4 này. Chuyển được cái này về thì mới cho mang thợ xây vào xây được các bác. Sắt làm móng này. Trước bảo định làm ở bên gần chỗ này nhưng mà không nghe. Đây là cái đường qua suối này. Từ đây đến cái gốc cây kìa là phải đi xe máy, ô tô họ chỉ chở được đến đầu kia. Đang liên hệ với em Trung nhưng mà xe Trung mới chưa dám nhận. Bảo trẻ con là lát thì cho mình nhua. Lát cho à. Lát thì cho à. Cởi chuồng, cởi chân như kiểu là thời nguyên thủy ngày xưa các bác ạ. Bắt nó mà quần nó còn khóc luôn. Nhà này là có khi nghèo khổ nhất cái khu vực trên gần Quản Bạ Quyết Tiến này. Minh Tân, nhà này nghèo lắm. Nhà này ở tít trong khe núi các bác. Nhà này hiện tại là đang 12 người ở trong nhà này. Đấy. Đây. Đứa này tên là gì? Lên bè hồi cha nè. Mình lấy kẹo cho nó đi. Nhà đầy nhà người luôn. Sáng này. Đứa con trai tên gì? Hứ? Hả? Bó à? Con gái tên là gì? Hả? Cái gì? Hoa. Hoa. Đấy, theo bố rồi nhỉ? Làm gì đây? Lấy kim á? Để làm gì? Thế lấy kim để làm gì? Chọc cái gì? Đậu chọc. Ủa, tự châm à? Đây con mà chả mua à? Mua liền rồi à? Cô còn chưa cả. Mua này nó khó tháo được sao? Nó khó nó à? Nó khó nó à? Cô đây. Đây. Đấy. Đâu xem nào. Xem bác sĩ sáng làm gì nào. Bằng có. Tóc đâu ấy? Thôi mình vén. Chọc vào đầu luôn á. Chữa bệnh theo cách nguyên thủy nhất. Mama. Nhẹ nó đau. Vén cái màn lên mình. Mama, đau nó. Lần đầu tiên thấy quả chữa bệnh này hơi kinh. Mà. Chọc đúng vào mạch máu nó phun ra như kiểu là tiết canh gà thì chết đấy, đừng cẩn thận. Úi giời ơi. Ông. Không biết nào. Làm lại bao giờ chưa sáng? Chưa. Thế à? Anh vẫn còn cười to lắm. Thế là phơi nắng ốm à?
hay như nào? Bên kia nào? Cho uống thuốc kháng sinh các thứ vào chưa? Anh chưa. Uống thuốc chưa em? Em gái? Thuốc là đầu rồi. Ăn nó là ăn thì nó là không đỡ, nó là đỡ làm như cân là cân trái nè, ăn cân trái là sắp chết rồi. Ăn cơm gì? Cơm trái. Ăn cơm cháy. Thế nào, ốm từ hôm qua à? Từ đó, đợt 5 ngày đấy. Ôi, về đây làm dâu mấy ngày nhỉ? Ốm là đợt 5 ngày đấy. 5 ngày ốm 5 ừ. Hay là mấy hôm đầu uống rượu khiếp quá? Không phải uống rượu. Em ở đây phải vén cái chăn cái màn lên cho nó thoáng ra. Để hôm đấy. Nào chắc lâu nha. Ừ. Ôi này. Lại chọc đây nữa à? Úi dồi ôi, ông chọc cẩn thận đấy. Rồi ôi, chưa bao giờ. Ây à. Mày chết này. Mày chết này. Đau. Hôm qua chọc chảy máu ra đây đúng không? Phải không? Chả đau. Mang kim chọc thì anh sợ quá. Cho nó thán. Lần sau phải lấy cái kim to vào. To như gai bồ kết. Chọc nó mới sợ. Thế không bắt gió bắt giết cho nó hả sáng? Không bắt gió cho nó. Không bắt được gió à? Toàn đổ nước điếu bắt gió. Bắt gió là chặt đây luôn. Đây, đúng rồi. Kiếp lạn mới lấy vợ về ốm chăm vợ chăm hai người con. Sáng ơi, ấy xong là nấu ăn hay bảo chị lại biết làm không? Bảo chị nấu thức ăn. Uống mỏ à? Uống gai bò. Đây hai đứa con, một em. Này. Con bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Tên là gì, Cún? Không biết nói chuyện đâu. Chia Pau Hà à? Plau Chau là EOP 4 đúng không? Nên đây là mấy? Nói chung là mỗi đứa cách nhau 2 tuổi. Một đứa là 6 tuổi, một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi. Vợ bảo là em mới bảo là cho ăn cơm cháy nên là ốm. Tưởng ăn cơm cháy mới khỏi ốm chứ nhỉ? Thôi. Gì đâu rồi? Lily đâu rồi? Mình. Ly đâu? À, đi rửa. Ôi giời. Này thì yếu quá rồi nhỉ. Ở nhà có bị ốm này không? Em tên là gì nhỉ? Em Ben à. Tên là gì nhỉ? C. Hả? C. Xe. Xe. Tao nhỉ? Như thế con bị nóng không? Đắp chân này nóng không? Anh toát hết mồ hôi ra đây bảo không nóng. Nóng này thì chỗ này nó bí bách, không thoáng. Ốm mà cảm sốt là phải chỗ nào thoáng. Đấy, nhảy. Họ chỉ chào lá. Lấy ra không biết cho vào. Căng. Đi xem. Chị bên kia chị nấu cơm như nào. Quá tuyệt vời. Nhà này tìm ở trên đất nước Việt Nam là có những người, có những cái gia đình như này là cực kỳ hiếm và ít. Lấy tay nhổ lông này thì bao giờ mới xong. Vẫn dùng máng lần. Đấy, lấy nước trực tiếp từ thiên nhiên về. Vừa mua miếng này dưới chợ Minh Tân các bác. Nhưng mà xong nồi rửa vẫn chưa sạch. Đấy, đây này. Còn nguyên cơm. Nhưng mà không có cái gì để đánh nữa các bạn.
Nhà này khó khăn đến mức là không có cái gì để ăn luôn. Các bác mà lên nhà này á, ví dụ nhà không có người vào á, trẻ con á, cởi chuồng hết. Nấu cơm nhão này cho con à? Sáng? Nấu cho con dâu này à? Đấy, nấu cơm này nó không bị cháy thì may mới khỏi ốm được. Đấy. Về bắt ăn cơm ngô này. Là ốm ngay. Đấy em bỏ ấm nước xuống dưới. Cho thịt lên trên. Lấy vợ về chưa được hưởng thụ, chưa được chăm sóc thì đã bị chăm sóc rồi. Sáng ơi, mua thuốc cảm cúm cho vợ chưa? Đâu? Mang xem nào. Có không đấy? Mua tận đâu? Nó có chịu ăn không? Chịu ăn. Nó chịu ăn thuốc không? Sợ nó đắng nên không. Có ăn không? Ăn mấy viên thôi. Ăn mấy đây mà. Ờ, phải ăn thuốc vào mới được. Ăn thuốc, ăn cơm vào mới được. Ăn cơm, ăn mỗi. Rượu uống hết chưa? Còn nhiều không? Còn nhiều à. Chắc là mấy hôm vừa rồi đi xe khách từ bên kia sang là ốm luôn rồi. Quần áo của vợ đây à? Đừng nói à. Ai dồ, mặc luôn cả quần cho vợ là ác đấy nhở. Thanh niên được. Được. Thanh niên. Ê, tấm chiếu mới các bác. Mấy ngày nữa rồi tự đi mà mặc đi. Ôi giời. nhất ông rồi. lấy kim châm cho vợ, thay quần cho vợ là ác. Chăm hai con nữa. Thế đứa kia bao giờ về lấy? Có tiền mới lấy về à? Bây giờ đang ở bà ngoại à? Trời ơi. Sướng. Nhất ông sáng rồi. Sướng. Được cả chỗ lẫn nghe. Nhưng mà ba đứa con thì hai đứa không biết, nhưng mà hai đứa này nó rất là sáng sủa này. Đấy, ngoan ngoãn. Nhưng mà sang đây cho tập cởi chuồng rồi à? Sang đây nó cũng cởi chuồng suốt cả ngày đấy à? Vâng. Ở bên kia nó có cởi chuồng đấy không? Về đây tập cho cởi chuồng. Vào các bác không thấy mặc quần áo gì cả. Là nhà ly dỉ có 4 đứa đúng không? Hay 3? Ba đứa. Với cả bây giờ 2 đứa này nữa về là 5 đứa. 5 đứa thi nhau cởi chuồng. Quá. Thương hai đứa bé. Nhưng mà sang đây là được cái là em sáng em chăm. Đấy, cũng nuôi tử tế. À, thay xong quần sao đấy lại vén màn đây rồi. À, thay xong rồi à? Cứ để chồng thay cho còn gì. Chồng nó là không biết, nó là bỏ kiến ta này mà chồng nó là không biết. Thôi nè, cố ngồi dậy một tí cho nó thoáng em ạ. Chứ mình cứ làm đấy là người nó lại càng chìm đi. Ờ thôi được rồi, cứ nằm im anh nấu cơm xong dậy ăn nhá. Oánh ba bát và là kiểu gì cũng khỏe mà. Hay là nghén rồi, hay có gì rồi? Hả? Hay lại có me me rồi? Ôi, nghỉ lắm à. Này, ốm này nguy hiểm lắm. Bé bé này và để khỏe thật. Được bao nhiêu cân, em cân được bao nhiêu cân?
Được 35 cân không? Không, có được 5 cân nữa là 41, 42 rồi. Tăng cân mới được 41, 42 à? Ừ. Đó là giảm cân thì 39, 40. Thế là tối là hai vợ chồng với hai đứa con nằm ở đây. Cũng chật đấy nhỉ? Không chật. Mùa đông thì nó ấm nhưng mà mùa hè thì nó hơi nóng. Ở bên này thích hơn ở bên nhà không? Ở bên này có tốt hơn ở bên nhà không? Thít ạ. Hả? Thít ạ. Thôi chịu khó ngồi dậy tí cho nó đỡ bị chìm người xuống. Ui nhìn này khói lắm. Gì đội mũ nhìn rất chất. Mồ hôi mồ kê này nó nhễ nhại không bỏ cái mũ ra. Có để đấy cho đẹp được. Đấy mới có gọi tí tiếng nói. Ni này cũng chát. Ôi trời. Có rau gì không hả sáng? Hay là... Rau từ sáng rồi. Hay là không cần nữa? À được rồi, vẫn còn. Hay luộc thịt ăn cơm rồi đúng không? Thế là mấy hôm nay là em vẫn sang hộ ấy chứ? Sang hộ mà. Là đào nhanh nhanh rộng rộng rồi. Thì những cái tên nào có một mắt chẳng tự thì có mà. Giờ cũng bỏ ra cho mua sò tà ra. Cái vấn đề bây giờ vật liệu ấy chuyển kiểu gì? Quan trọng nhất là vật liệu có chuyển được không? Không chuyển được. Không chờ được thì ai chở cho em? Họ là đi làm thuê hết rồi. Bây giờ anh chỉ biết mua về cho em thôi, còn đâu vận chuyển về nhà là em với ở gia đình là phải vận chuyển chứ. Chuyển về trong nhà mới. Đây là đây của nó dầu nó sẽ đi tàu mà. Dầu đi tàu mà. Là sao? Nó bảo là xa quá thì làm đến một tí cũng được. Làm thì thôi mất công làm một lần. Bé quá thì nó cũng không bé tí thì cũng không được, phải làm nó phải đủ ở chứ. Chiều ngang nó phải 8 mét, chiều rộng nó phải 5 mét chứ. Cũng phải, nhưng mà vẫn phải chuyển cát, chuyển xi măng các thứ. Thì ai sẽ là người chuyển? Em, vợ chồng ly dỉ với là mẹ đây à? Ồ, vợ em mới lấy về chắc cõng được viên gạch thôi nhỉ? Hơi ban tí căng. Quá căng rồi các bạn. Em ấy lấy thịt đi để nấu cơm ăn cơm đi, muộn rồi. Lần đầu làm bố chuyên nghiệp phết rồi đây. Này trẻ con mà nó mấy ngày là nó sẽ theo ngay mà. Ôi giời. Ai ơi. Bố thôi à, bố cho nó ngay. Mau lại ngay. Quá chưa. Tay quần quả liềm. Con nè. Bó. Ta bác bảo. Ra đây. Bó. Chạy rồi. Đi đâu đây? Đi từ từ ngã. Giời ơi. Ly gì à. Chán thật không. Mưa không biết chạy. Mưa lắng không biết chạy trong nhà rồi. Dép may cũng là đi dép phải. Dép trái thì chán lắm nhỉ. Có một cái phương án mà Phan đang xây dựng để giúp chuyển vật liệu ấy. Từ bên suối qua bên này. Đó là dùng tời để dùng máy nổ, dùng tời để tời sang, nhưng mà đang chưa tìm được đơn vị họ em cho thuê máy tời với máy nổ. Đấy, có cái máy tời máy nổ về thì chuyển nó nhanh. Biết làm cái đấy không? Đấy, cái đấy phải thuê. Thì nó đỡ phải cõng qua suối. Nhưng mà sẽ phải mất tiền thêm. Nên thầu một tí à, nhà nó máy tời nó sẽ là sai. Máy tời đó. Thì thế là trì tạm lúc xe hơi, thấy nhậu khách xe là hay là tao nữa. Đang suy nghĩ. Thôi ra tí lại
Nó bảo là dùng người người thì phải qua Tết vẫn chưa lâu. Bây giờ riêng tiền máy tời máy các thứ đã mất khoảng tầm chục triệu rồi. Thế mà bây giờ nhà đang có 50 triệu các bác. Nên là rất là mong các bác giúp cho tiền để thêm vào để tời, để mua cát, mua sỏi. Đấy. Máy hôm nay lên đây thớt nó mới sạch này, chứ không là nó cũng bẩn lỡ. Đấy. Hoa quá à, mình em thử thịt xem là chín chưa? Thế à? Cái này nó dày quá, vừa nãy không bổ ra. Ừ. Tính ra cũng là người bà con người Mông nhưng mà em Hòa này, em mình này, đấy sẽ là thông minh nhanh nhẹn hơn. Bếp ở dưới kia mà cũng không chịu nấu dưới bếp kia nhỉ? Đấy. Đây cũng có cái bếp cái trái này. Rồi ôi. Ta tránh tránh anh đi nào. Ôi giời. Ôi nhỏ quá. Đâu. À, nhưng mà chẳng không nấu cơm thế này. Bây giờ hai vợ chồng ly dỉ với ba người con à, ngủ đây. Ba người bên này và bên kia hai vợ chồng với hai người con là 4. Đây cung bái phù phép. Dây cỏ voi với kiếm. Ây xa. Khói quá. Cái này là gạo à? Hôm trước mua cho trẻ con ăn à? Thế sao không tìm cho vào cái thùng đỏ đỏ cái kia để dưới đất đây nó chở ấy à? Thùng kia là cho rượu. Bây giờ mua một cái thùng khác để đựng chứ không vứt dưới đất này à. Mấy hôm nữa nó mốc hết gạo đây này. Tí là đây này. Đây này. Ừ. Trẻ con này không biết ăn ăn mèn mén. Không biết ăn mèn mén. Phải nấu gạo. Bên Sơn Na kia không ăn mèn mén à? Không ăn rồi. Ừ. Ăn gạo. Sao này không biết ăn à. Nhìn thích nhỉ đang. Sao sao bố mình à. Được. Cái đấy phải mua cái thùng về đấy, có cái thùng tôn thì càng tốt, không thì thùng nhựa cho nó rẻ cũng được. Ừ. Mấy đứa này là 4 tuổi hay sao nhỉ? 4 tuổi. Ừ. Nào nào nào. Chợ Lý Minh liệu chín chưa đấy? Chín là chắc, Ừ. Úi, bỏng bỏng à? Này không nào. Ăn không nên đòi, nói không nên lời rồi. Tay không chịu được nhiệt. Ra ở dưới mà có điều kiện thì vợ mà ốm là tẩm bổ cho. Mua gà, mua cá, mua chim, mua tần các thứ các kiểu mới khỏe được. Đây cho ăn chuối luộc. Không ăn, không ăn thua rồi. Ôi đừng nghịch bật nửa tí cháy nhà này. Tí có một cái lều chui ra chui vào nó cháy mất nữa xong. Đây. Thái được chưa? Mất tài cho con hai chẳng này. Làm tí canh nhạt. Đấy. Mấy quả chuối này đang định làm món gì đây? Để làm bao giờ? Tết thì chắc nó làm bánh. Ôi giời, đây nói chung là chuối nhiều. Ôi số nói chung là đi vào đây đầu là lúc nào cũng bị mấy cái này nó nè các bác bám đầy quần áo luôn. Có mặt chanh á nó. Chanh chín mùa. Chanh cũng chín mùa. Thịt ngon lắm đấy Minh Tân. Em bỏ mấy miếng ra ngoài cho nó nguội để đây nó miếng này. Áo luôn nè. Áo luôn thì thấy không? Luôn luôn.
Không vậy. Thái luôn được rồi mình ơi. Cái này nó cũng ấy mà. Thái được. Ừ, thái đi. Tại mình bổ nhỏ thôi. Trợ lý mình làm cho nhanh. Hết khói là cũng thái xong rồi. Bảo đi tìm bát đi. À, bát đũa. Thế là hôm cái hôm mọi người đến ăn mấy con gà đấy, hôm sau còn gì ăn không? Còn gì? À vẫn thừa gà. Ăn được mấy bữa? Hai bữa. Hai bữa. Xong từ hôm đấy đến bây giờ là ăn rau á? Vợ bảo mày lừa tao, về cho ăn được hai bữa thịt gà cho ăn toàn rau, tao ốm đây. Rồi ăn nhá, ở gan giá gan nhân dân đúng không ạ? Phải có nhiều nhiều thịt thì mới không ốm được. Ăn mới ăn được cơm mới làm được. Đi đào đất ở kia thì sáng mấy giờ sang đào? 7 giờ đào đến mấy giờ? Anh mua thịt lên cho nó ăn tí, đi đào nó khỏe. Ờ, phải có thịt thì mới nhanh được. Không là nhưng mà nhà mà bây giờ mọi người đến giúp chuyển vật liệu thì có rượu rồi. Thiếu mỗi thịt thôi. Thịt thì không biết tìm đâu. Nhà em có mấy con lợn? Lợn chết hết rồi. Chết hết rồi á? Xong rồi. À dậy dậy đi ăn cơm để con tí trẻ con ăn cho ăn kẹo sau. C dậy đi em ơi. C dậy ăn cơm em ơi. Dậy ăn cơm đi cho khỏe nào nhé em. Dậy đi. Thì cứ dậy đi rồi ăn một tí rồi ăn. Đây này. Nào dậy đi. Ăn cho khỏe. Dậy đi, ui dồi ôi. Gái mới về nhà chồng có khác. Dậy cho con ăn nữa. À, bỏ, mấy cả Hoa về ăn cơm. Ôi, nì gì à? Mặc áo sạch xì quá. Mỗi cái cúc thì nó rách mất rồi. Được lao thủ à? À. Em ơi cho con xuống ăn cơm đi. Chẳng đây thì đó nó chủ luôn à. Dẩu đi nó mỏ à. Mình ra đi em ơi. Ba. Đây là, đây có ghế nữa này. Mình con Minh nhỏ à? Ta ăn thịt nhanh nha. Đấy, thấy chưa, nằm bố khổ không? Vất vả lắm tưởng à. Chăm nó từng tí một. Nhanh lên đi ra ăn cơm con. Nó đòi xem điện thoại. Em dậy đi, dậy ăn cơm đi em. C. Không dậy ăn rồi cố dậy ăn thì còn trông con chứ. Ăn rồi cho xem điện thoại. Ăn đi. Đâu, cứ nằm ở đấy mà điều khiển này chết rồi. Dậy đi. Dậy ăn cơm đi. Oh. Gia đình quá là khổ. Đấy ngồi ăn cơm cho con ăn.
Thôi ăn cơm đi. Đấy. Bà ăn cơm bà ơi. À. Sáng nay em lấy cơm cho con với vợ nhé. Nó không chịu xuống thì mình phải chịu nó thôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ông trời chèo lên giường nằm rồi. Bà ăn cơm đi bà, pon nó mỏ à? Này Phèng là làm caramel. Đấy, cho chợ đi mình ăn cơm đi em. À thế lấy cho mấy đứa nhỏ của ấy nữa, bảo để cất đi cho trẻ con nhà này. Ăn nó. Nó à? Ăn đi em. Vâng ạ. Vâng. Đấy. Lấy được thịt chan mèn mén được các bác. Nhà này truyền thống ăn ngô nhưng mà vợ đấy, lấy vợ sáng lấy vợ về là trẻ con là không ăn ngô được nên là phải ăn gạo, mua mo ple về cho trẻ con. Trên chỗ mình vẫn ăn mèn mén nhỉ? Có mà. Nhưng mà có ăn cơm không? Ăn cơm gạo á. Ừ, cơm gạo ấy. Có rồi ạ. Nhưng mà bình thường là em ăn cơm gạo hay ăn mèn mén? Ăn mèn mén cơm gạo. Hỏi mấy anh em đây có biết em không? Không biết ạ. Bảo nhà mình ngay ngoài đây mà. Đang kiếm đội thợ xây chỗ trợ lý mình này với cả mấy người này. Ai à? Gắp cho Phèng Phèng nhiều thế. Đây đúng không? Ai chà, hai miếng thịt to tê nhỉ. Thịt này ngon lắm các bác. Này. Đấy. Đoạn bản. Nè. Bà. Ăn. Ui. Đấy. Phải gắp miếng to to cho vợ chứ, để vì đây nhiều thịt nè. Đây. Thầy ngang pèo ấy đùa các bác hay à. Mà đấy, sau khi chia thịt lại cho trẻ con này, đấy, ba bát, một bát bên này, một bát bên này, một bát ở trên kia nữa thì đấy, bát thịt đã hết này. Gia đình khó khăn bà đấy. Rất là mong nhận được thêm các bác gửi thêm cho chút tiền để xây dựng ngôi nhà cho vợ chồng em ý. Đấy, nhường bà. Có một nồi mèn mén ở trên này. Cứ ai ăn hết thì lại tự đi lấy thôi.
Ê, xong là về đi chợ đi mình á. Ừ. Anh đi về đây. Xem là bố trí lại đào lên tiếp đi nhá. Phải làm nhanh nhanh nên lâu quá. Làm. Em không ở nhà giúp không được, nhưng ở nhà là giúp được. Nhưng mà em là đợt này ở nhà thôi chứ. Không đi làm đâu. Vợ với cả con nhỏ đang ốm sao đi được? Không đi rồi. Từ giờ đến Tết là không đi đâu chứ? Không đi rồi. Nhớ là từ giờ đến lúc làm nhà xong là không được đi nhá. Không đi rồi. Ở nhà giúp chạy gì. Rồi, anh đi về đây. Chào xe nhá. Ăn cho nó nhiều vào cho nó đỡ ốm. Thôi. Về à? Chào nhá. Chào chị nhá. Chào bà. Cháu về đây. Cầm cho anh cái này. Nhá, chào nhá. Đi. Đấy, bây giờ lại đi ra từ vâng, chứ các bác đi mà vùng cao cái qua tham luông ấy. Đấy, các bác sẽ có cái đường rẽ đi vào đây. Đấy, video của Feng Feng chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Xin được trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Feng. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất là mong quý khán giả, các bác, các mạnh thường quân là giúp cho vợ chồng ly dỉ này có một căn nhà. Feng cũng tính hết mọi thứ rồi, không có đất khác. Đấy, nên là không có chỗ để làm nhà. Đây đang tính phương án Bắc Tời. Đấy, từ bên kia sang bên này. Nhưng mà nó cũng rất là xa. Đấy, Tời này thì bên này lại không có điện. Đấy, chỉ có máy nổ thôi. Đấy, dùng đến máy nổ thì phải thuê đấy các bác ạ. Cũng phải mất vài triệu. Chắc phải 5-7 triệu ấy. Đấy, mới hoàn thành được. Rất là mong quý khán giả các bác phát tâm ủng hộ. Và các bác theo dõi hành trình xây dựng nhà cho nhà vợ chồng nhà Lizzy. Và ngày mấy hôm nữa thì hôm nay Feng đã chuyển thêm một chút tiền cho đội anh em bên làm cầu. Họ ứng để họ chuẩn bị chở cáp vào và chuẩn bị làm căng cáp, kéo cáp, lấy thăng bằng rồi giải mặt cầu. Đấy, hoàn thành cây cầu Lùng Thiềng cho các bác, những các bác mạnh thường quân. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chợ Ninh Minh đâu? Chào các bác. Chào các bác nhé. À đây, từ từ cầm. Hay khổ, còn đến chợ Lý Minh hay vay tiền đâu nhỉ? Ô đây, không đủ rồi. À đây rồi. Đây. 500 này. 1 triệu này. 1 triệu rưỡi. Đấy, đi. Không có thì trả bằng chuột thôi. Biết làm nào bây giờ. Khó khăn, vừa làm vừa cho vay vừa giúp em các bác. Thế là chào lại lần nữa nào cho toan rồi. Đây các bác yêu quý Feng với em mình thì các bác ủng hộ tinh thần cho mình. Đấy, cho em ý ít cát sỏi xi măng để em ý xây cái bếp của em ý, để có vợ em ý, em ý có nhà có cửa để có bếp nữa. Rồi, chào các bác nha.